Một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Đài Voa tiếng Việt có làm một clip YouTube về một vị giáo sĩ Hồi giáo ở Indonesia là ông Rizieb Shihab bị tòa án ở Indonesia tuyên phạt 4 năm tù về tội tung tin giả về COVID-19. Ông Rizieb Shihab, ông có làm một YouTube đăng trên mạng. Ông nói rằng là ông bị dính COVID-19 nhưng ông vẫn cảm thấy khỏe mạnh, không có chuyện gì hết. Cho nên COVID-19 không có gì nguy hiểm đâu. Cứ việc mà đi dự các nghi thức tôn giáo. Thế thì tòa án của Indonesia bắt giam ông và ra án phạt cho ông 4 năm tù. Khoảng chừng vài trăm người Indonesia theo đạo Hồi, họ mới thấy thế, họ mới biểu tình, họ phản đối tòa án, họ ném đá vào xe cảnh sát vân vân để bảo vệ cho ông giáo sĩ Rizieb Shihab. Trước đó thưa quý vị, thì có một lãnh tụ Hồi giáo khác là một vị giáo sĩ đã kêu gọi các giáo sĩ dân của ông tham dự các buổi nghi thức tôn giáo, cả hàng ngàn người tham dự trong cái công việc, trong cái lúc mà dịch COVID-19 bùng nổ, coi như là không tuân thủ theo các cái quy định của chính phủ. Và ông giáo sĩ này cũng đã từng tổ chức cho con gái của ông đám cưới mà có nhiều người tham dự giữa lúc mà dịch như vậy. Thì chính phủ Indonesia đã bắt giam ông và tòa án đã tuyên phạt ông 8 tháng tù. Đài Voa tiếng Việt có đưa clip này và không có bình luận gì hết. Không một bình luận gì hết, chứ nó là tự do ngôn luận, là cần thiết, có vậy thôi. Nhưng mà cả Đài Voa tiếng Việt và Đài EFE, khi mà Việt Nam bắt truy tố Hội Truyền giáo Phục Hưng vì đã không giữ đúng các quy định về chống dịch, thì họ la toáng lên là Việt Nam đàn áp tôn giáo. Rất là ngạc nhiên. Một quốc gia láng giềng như Indonesia đó, những vị giáo sĩ này bị bắt giam và bị phạt tù. Phạt tù đàng hoàng, 8 tháng tù, 4 tháng tù. Thì họ không nói đó là đàn áp tự do tôn giáo, mà đó là biện pháp cần thiết để chống dịch. Trong khi Việt Nam bắt cá nhân, các cá nhân trong Hội Truyền giáo Phục Hưng vì không giữ những quy định của việc chống dịch COVID-19, thì họ la làng lên là lấy cớ để đàn áp tôn giáo. Việt Nam cũng đã bắt giam và truy tố giám đốc cái cơ quan mà về vấn đề thẩm mỹ viện làm đẹp đó thưa quý vị, tức là công ty Amida đó, bắt giam ông giám đốc cơ quan đó và truy tố vì đã vi phạm những quy định phòng chống dịch. Tất cả những cá nhân nào mà vi phạm phòng chống dịch thì đều phải bị truy tố,
chứ không phải vì ông là mục sư hay là ông là ông giáo sĩ này giáo sĩ nọ mà ông có quyền ngồi lên chồm hổm lên trên pháp luật được. Thế khi mà Việt Nam bắt truy tố ông Nguyễn Quang Trọng là chủ tịch của điều hành của công ty Amida vì vi phạm phòng chống dịch thì VOA và EFE chả nói cái gì không dám gì hết, nhưng mà bắt giam một ông mục sư, và đặc biệt là nếu mà bắt giam một ông linh mục á thì họ la làng lên dễ sợ lắm. Ở giáo xứ Thái Hà đó, có những ông linh mục đã từng lên tòa giảng tuyên bố rằng là Việt Nam giấu dịch, Việt Nam để cho dịch tràn lan là chết lây lan như rạ. Mà nếu bắt ông linh mục đó mà đem ra xử về cái tội là tung tin giả về Covid-19 gây hoang mang trong quần chúng, giống như là ở Indonesia truy tố ông giáo sĩ Rizieb, giáo sĩ Hồi giáo Rizieb Shahab á, vì cái tội tung tin giả là gây hoang mang á trong cộng đồng á, thì chắc là VOA tiếng Việt và EFE tiếng Việt là la làng dữ lắm. Thế bây giờ đó là ông Rizieb Shahab là giáo sĩ Hồi giáo ở Indonesia đó, tung tin bậy như vậy bị xử 4 năm tù, sao mấy ông kêu đó là đàn áp tự do tôn giáo đi? Tại sao lại dùng một cái tiêu chuẩn khác, đối xử khác với một một quốc gia khác? Thật là lạ lùng thưa quý vị. Rất là lạ lùng. Tôi mong VOA tiếng Việt và EFE tiếng Việt trả lời một cách công tâm. Nếu Việt Nam mà không chống dịch một cách kỹ lưỡng, nghiêm khắc, đồng lòng, đoàn kết, thì Việt Nam khó mà có thể trải qua được cái ải nạn này. Cho tới giờ phút này, dịch với biến thể Delta variant lây lan rất nhanh, nó có thể vượt qua luôn cả những cái vaccine như là của Sinovac hay là của một số vaccine khác, nó có thể vượt qua được, gây tan hoang cho nhiều quốc gia, trong đó có cả Indonesia, trong đó có Ấn Độ. Đó, Indonesia là một quốc gia mà quý vị mong rằng Việt Nam được như đó, là tức là đa đảng, hay là như Philippines đó. Thì bây giờ hai quốc gia này toan hoang về dịch hết rồi, Việt Nam vẫn vững. Dầu rằng cái đợt dịch thứ tư này nó rất là nặng, nhưng mà Việt Nam cũng chỉ mới có mười mấy ngàn ca trong cộng đồng, vẫn là con số rất là lý tưởng cho nhiều người thèm thuồng. Việt Nam chống dịch tuyệt vời, chứ không phải giống như New York Times mà nhận định nói rằng Việt Nam chống dịch may mắn, hay là một ông mục sư người Mỹ gốc Việt nào đó cứ nói là Việt Nam chống dịch nhờ hên. Hên sao Mỹ không có hên đi? Hên sao không về Philippines không có hên đi? Hên sao mà không có để cho Indonesia hên đi? Ở Washington DC đó, ông Ngô Ngọc Hùng đó, bạn của mấy ông đó, làm trong đài tiếng nói Việt Nam đó, của các ông của trên vùng Washington DC đó, đó sao không hên để cho ông đó được sống đi, bây giờ ông phải tử vong? Sao không hên để cho những người như ông Bruce Trần ở California làm trên đài VN đã bị tử vong? Hên cái búa. Việt Nam chống dịch một cách rất là vất vả, chuyên nghiệp, tận tâm, nên vượt qua. Nên những kẻ mà để giống như là cái ổ truyền giáo Phục Hưng á, là lây lan á, mà lơ là để lây lan, họ truy tố là phải thôi, truy tố cá nhân chứ không phải là truy tố tôn giáo. Nhưng mà mấy ông thích kích động thôi, kích động la làng lên, chống phá.
Thế bây giờ mấy ông kích động la làng nó chống phá Indonesia là đàn áp tôn giáo đi, khi mà truy tố ông giáo sĩ Rizieb Shahab vì cái tội tung tin giả đó đi. Bắt giam những ông giáo sĩ mà đi gọi là đi ra tổ chức tụ tập đông người trong mùa dịch đi. Họ phạt tù nhé, chứ không phải là phạt hành chánh đâu, họ phạt tù đàng hoàng, 8 tháng tù, 4 tháng tù, 1 năm mấy tù, 2 năm tù cho chừa đó. Cái chuyện này mà chắc mà đem đi mà áp dụng cho ông Linh Mục Nguyễn Đình Thục hay là ông Linh Mục Bùi Khiêm Cường gì đó ở bên Hà Tĩnh thì chắc là mấy ông la làng dữ lắm. Đó là Việt Nam mới phạt hành chánh thôi, mấy ông muốn đã la làng rồi huống chi mà gọi là phạt hành sự, giống như Philippines đang, xin lỗi, Indonesia đang phạt hành sự đó. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý vị và góc nhìn của tôi về vấn đề này với Đài Voa khi mà loan tin về vụ những giáo sĩ ở tại Indonesia bị bắt giam truy tố hình sự ở tù, cái tội không giữ quy định chống Covid-19 và tung tin giả về Covid-19. Voa không dám nói gì hơn. Nếu mà trường hợp đó mà xảy ra ở Việt Nam, bắt giam mấy ông linh mục ở Thái Hà tung tin giả về Covid-19, bắt giam những ông linh mục như ông Nguyễn Đình Thục, Bùi Kim Cường vân vân thì chắc họ la láng là toán kinh hoàng lắm thưa quý vị. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi với tôi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.